Hôm nay, lúc 11 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 9 năm 2009, khoảng 250 quan khách tham dự tiệc kỷ niệm 8 năm thành lập Lương Tâm Công Giáo tại nhà hàng Forest Garden, thành phố San Jose. Trong thành phần khách tham dự có ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc Cali, Liên đoàn cử tri người Việt Bắc Cali, Linh mục Nguyễn Đình Đệ, Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, các luật sư, bác sĩ, đồng hương, vân vân và giới truyền thông. Sau nghi lễ chào cờ mặc niệm, bà Cao Thị Tình, chủ tịch Lương Tâm Công Giáo, lượt qua về sự thành lập và các công tác của Lương Tâm Công Giáo trong 8 năm qua. Bà kêu gọi sự đoàn kết của mọi người cùng nhau đấu tranh cho tự do và dân chủ Việt Nam. Quý vị hiểu cho rằng bấy lâu nay tổ chức Lương Tâm Công Giáo dù cho nhân sự hạn hẹp, dù cho tài chánh cũng không được dồi dào, tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể sát cánh cùng các hội đoàn để tranh đấu, yểm trợ, hữu hiệu những cái cuộc tranh đấu ở quê nhà. Tiếp theo, ban tổ chức cho phát thanh lời phát biểu của Linh mục Phan Văn Lợi từ Việt Nam, lên án sự đàn áp tôn giáo của Cộng sản Việt Nam. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận lại trong lúc Linh mục Phan Văn Lợi phát biểu. Bắt bớ các nhà báo tự do, dự án các nhà đối kháng với chúng. Những sự kiện nhiều mặt ấy một lần nữa đánh thức Lương Tâm. Tiếp đó là phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Tiên. Ông cho biết từ sau khi cuộc tranh đấu của linh mục Nguyễn Văn Lý với khẩu hiệu tự do hay là chết được đưa ra từ trong nước thì tại hải ngoại Lương Tâm Công Giáo được hình thành. Cũng như những công tác xây dựng cộng đồng ở tại miền Bắc California. Luật sư Đỗ Giảng Quế, diễn giả chính trong buổi tiệc qua đề tài cuộc chiến danh nghĩa liên quan đến tình hình thời sự tại quê nhà. Trong nước Việt Nam, Đảng Cộng sản là một đảng, nếu mà không nói quá lời, phải nói là một đảng cướp quốc tế đã được đồng bọn hà hơi tiếp sức để mà cướp chính quyền ở nước Việt Nam, để đưa cái dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ của Cộng sản quốc tế. Kính thưa quý vị, trước mặt chúng tôi là chị Cao Thị Tình, chủ tịch Lương Tâm Công Giáo. Thưa chị, hôm nay là ngày tổ chức lần thứ 8 kỷ niệm ngày thành lập của Lương Tâm Công Giáo. Xin chị cho biết có phải đây là tổ chức thường xuyên hàng năm hay là sao ạ? Dạ vâng, chúng tôi mỗi năm đều có tổ chức một cái buổi một lần để mà gọi là kỷ niệm mấy năm hoạt động, cũng như là một cái dịp để mà được đón chào quý đồng hương, quý thân hữu, quý thính giả của chúng tôi, cũng như bày tỏ lòng cảm tạ của chúng tôi đến với quý thính giả, quý đồng hương và các hội đoàn ở vùng Bắc Cali này. Dạ, cảm ơn chị Tình và chúc Lương Tâm Công Giáo hoạt động ngày càng tốt hơn và có được nhiều người ủng hộ. Dạ, xin cảm ơn anh Mỹ Lợi. Dạ, xin chào chị. Dịp này, ban tổ chức cho bán đấu giá một số chai rượu vang để gây quỹ cho Lương Tâm Công Giáo và giúp đỡ cho linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị bệnh trong lao tù Cộng sản Việt Nam. Bà Cao Thị Tình cho biết số tiền giúp đỡ cho linh mục Nguyễn Văn Lý đã được cử tọa giúp đỡ ngay tại chỗ là 1.460 Mỹ Kim. Buổi lễ đã được kết thúc vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày sau phần văn nghệ đấu tranh và phát biểu của ông Đỗ Quốc Việt, đại diện khối 8406, khen ngợi việc làm của Lương Tâm Công Giáo. Mỹ Lợi, tường trình từ Bắc Cali, xin thân ái kính chào quý vị.